thì bản chất mà nó có cái chữ limited edition thì như các bác đã biết thì đây là cái loa ba way của SB, có nghĩa là loa mid bass, loa mid và loa test. Thì cái loa mid bass để đảm nhiệm ở cái giải trung trầm và mid lao, cái mid thì đảm nhiệm ở cái mid range, cái này nó chỉ là mid range thôi, nó không phải là full range. Còn có loa test là sẽ đảm nhiệm ở cái giải cao. Đây, em cho các bác chiêm ngưỡng cả cái đằng sau của nó. Đằng sau đây là một bộ loa ba way phiên bản limited edition của đến từ SB, mới đạt giải EMA năm 2022 bởi Sài Gòn Cao. Thế thì tại sao mà nhiều bác bảo em là Kim ơi, bây giờ loa thì đã mọi người là đã dùng gọi là sản xuất bằng máy và cân chỉnh, nó có nhiều cái mic để mình đo đạc rồi, mà tại sao mà cứ phải dùng cả đôi tai đó? Thế thì cái ở cái trên cái phiên bản này là cái nó gọi là một cái tên nữa, nó là cái tên UMA. Tên UMA có nghĩa là cái giá đỡ này, cái giá đỡ inox này, giá thép này và con tép con mic này nằm trên cùng một giá đỡ. Thì hãng người ta ngoài cái công việc sản xuất hàng loạt bằng máy thì sau khi đó thì người ta chọn lựa ra những cặp loa tốt nhất bằng những đôi tai. Thì ở đây là người ta sẽ đưa, hãng người ta đưa một cái giá đỡ để gắn liền con mic và con chép này, là và khuyến cáo là không có tháo rời. Không có tháo rời giữa cặp mic và cặp tép, mic và tép thì là không tháo rời. Thì mục đích là nó như thế nào? Mục đích là hãng người ta đã tối ưu giữa con loa đồng pha, giữa con loa tép và con loa mid. Là bình thường là các loa nó khác, là mình phải cái người làm âm thanh là phải cân chỉnh rất nhiều, nhưng tuy nhiên khi cái cặp loa này là mình gần như là không phải làm cái công việc hiệu chỉnh mấy, mình lắp lên cái cột A này là coi như là mình hoàn thiện. Đó, đây mình lắp lên cột A này là coi như mình làm hoàn thiện. Thường thì các bác hỏi em là tại sao mà mình đã cân chỉnh bằng máy rồi, là mình đo mic đó, mình đo mic để đo RTA đó, sau đó là mình lấy kết quả trả về. Đấy, bên mà lại còn cân chỉnh bằng tai nữa. Vâng, thì tiện đây em chia sẻ với các bác luôn về cái chức năng giữa cân chỉnh bằng máy và cân chỉnh bằng tai thì nó như thế nào. Và đặc biệt là các bác nào mà yêu kỹ thuật ấy, thì cái điều này rất là thích. Vâng, thì em sẽ chia sẻ ngắn gọn để các bác hiểu. Thì bản chất là nếu như các bác nào mà mình dùng mic để mình đo thì là mình gửi đi một cái thông tin qua cái hệ thống, gửi đi một thông tin bằng âm thanh, thì cái mic nó thu trở lại. Thì mic thu trở lại thì đó là một cái thông tin, một cái vòng tròn là tín hiệu phát ra từ đầu phát tới âm DSP, DSP tới âm ly và âm ly phát ra loa và loa sẽ trở lại với mic để mic thu. Thế là khép kín một vòng tròn. Thì tuy nhiên cái mic nó đo đạc được và trả lại, nhưng cái giải tần ấy là phát ra hay là cái giải tần là nó có cái ping gọi là ping noise. Thì cái file ping noise đấy là một cái file giả lập để cho một cả một cái giải tần đáp ứng là ping noise, là sẽ ping từ 20 Hz cho tới 20 kHz, hoặc là ping từ 1 ký, 5 ký, 7 ký, 8 ký để mình giả lập được cái tín hiệu. Thế khi mà vậy thì mic nó thu được thì nó trả về cho mình, thì đó là cái một cái vòng tròn, đó là cân chỉnh bằng máy. Thế tại sao lại phải cân chỉnh bằng tai? Cái mic là khi mình lấy được cái thông tin thu, mic nó thu được là như cái tai người ấy, là thu được cái tín hiệu âm thanh mà do loa phát ra, nhưng đấy là âm thanh giả lập với giải tần. Thế còn âm nhạc khi mà tái tạo bởi cái đôi loa là âm nhạc toàn giải, nó có thể đến cái giải nào cường độ, nó có cao độ, nó cường độ và nó có nhạc tính và nó có tính nhạc của cái bản nhạc, dẫn đến là khi mà nó cộng hưởng thì nó vượt qua được cái tần số mà lấy mẫu ban đầu. Đó, mấu chốt nó nằm ở đây. Và cái thứ hai là khi mà nó vượt qua được cái tần số lấy mẫu ban đầu thì cái pha nó phải cộng hưởng, còn nếu như mà cái pha nó ngược thì nó lại triệt tiêu nhau đi. Đó, thì đấy là lý do mà giữa cặp mid và cặp chép này nó phải gắn để nó luôn luôn được đảm nhiệm về là hai cái cặp này luôn luôn là cộng hưởng và nó không giết nhau trên đường đi. Đó, thế thì cái này nó hơi khó hiểu một chút, nó hơi trừu tượng một chút, thì em giải thích thêm cho các bác để các bác tiện theo dõi. Là cái mà mình ping ý, dùng ping noise mình ping ấy thì cái mic nó cảm nhận được, thì đấy là có mic. Thế còn tai mình ý, khi mà cái loa này nó phát ra này, mà tai mình các bác tài xế ngồi nghe này, thì là mình cảm nhận bằng tình cảm, mình cảm nhận bằng độ tuổi, mình cảm nhận bằng coi như là cái sở trường và sở thích của mình, yêu âm nhạc của từng loại nhạc khác nhau, dẫn đến cái nhạc tính ở trong cái bài hát và cái mà mình đưa kiểm thử bởi mic là hai cái hoàn toàn khác nhau. Rồi còn một cái điều nữa là mic chỉ đo được giả lập đấy và lấy cái thông tin trả về bởi loa. Thế còn là khi mình nghe là một chiều. Tại sao em nói là một chiều? Là khi mình nghe
là âm thanh phát ra từ loa, nhưng mình lại không nghe được cái voice từ cái loa này phát ra, mà là cái âm thanh mà mình tai nghe để trong tai mình ấy là âm thanh va đập, âm thanh có thể va vào kính, âm thanh có thể va vào ghế, âm thanh có thể ga vào tắp ly, sau đó nó mới tới loa cái tai của mình. Như vậy cả mấy quá trình va đập đó nó sẽ tạo ra những cái triệt tiêu về âm thanh không mong muốn, dẫn đến cái cặp loa này không phát huy được tác dụng khi ở trong xe. Đó là lý do. Ngoài cái việc cân chỉnh bằng máy, ngoài cái việc mà người ta chế tạo bằng máy và với kỹ thuật rất là tinh xảo, thì vẫn phải cần những đôi tai của những chuyên gia âm thanh để hiệu chỉnh cái cặp loa này. Đó là một cái điều đặc biệt hôm nay em chia sẻ, có thể là hơi dài dòng, nhưng mà để các bác tiện theo dõi là nó đặc biệt như vậy. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục sẽ nói về cái loa midbass. Thì khi đây là một cái giải âm thanh 3-way, thì ông loạn loa midbass này sẽ kêu ở cái giải trung trầm. Thì ở đây nó như một cái mắt xích trong một cái bánh răng, hoặc là ở nó mắt bánh răng, nó từng một cái bánh răng một. Với là đến cái giải tần nào thì cái đó đảm nhiệm một trong ba cái này mà nó không cân bằng, thì nó bị mất âm hình là một, mất cái độ trong sáng và cái lệch lạc của âm thanh. Nó có thể mất midbass, có thể mất mid 2, có thể mất tép. Đó. Thì cái việc của người làm âm thanh là phải đem lại cái sự cân bằng. Cân bằng ở đây nó có mấy nghĩa. Một là cân bằng ba giải. Bình thường người hay là giải chung, giải tép và giải trầm, đó là ba giải. Thì người ta hay gọi là đều ba giải. Nhưng tuy nhiên thì cái việc đều ba giải nó đến từ cả âm ly, đến từ cả DSP, nó đến từ cả loa. Cho nên là cái việc đồng bộ âm thanh là cái việc hết sức là quan trọng đối với một hệ thống âm thanh high end. Rồi, bây giờ em sẽ chia sẻ với các bác về cái hệ thống âm thanh tiếp theo. Đó là